Anh Sa rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chào mừng quý vị đến với chuyên mục Truyện Dài Kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Buổi trưa ngày hôm nay thì anh Sa sẽ tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình đến từ tác giả Chambubi. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết thì Vân là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bởi vì muốn có tiền chữa bệnh cho bà của mình mà Vân đã bất đắc dĩ bán đi lần đầu tiên của mình cho một người đàn ông rất lạnh lùng bí ẩn, đó chính là Quân, thiếu gia của một gia đình giàu có. Những tưởng kể từ sau đêm đó thì cả hai người họ đường ai nấy đi. Thế nhưng không, bất ngờ thì số phận là một lần nữa run rồi khiến cho cuộc đời của hai người họ cứ bị cuốn vào nhau. Và ở tập truyện này thì họ sẽ gặp lại nhau. Vậy thì cớ sự nào đưa đẩy đến màn gặp lại này? Và tình huống đó sẽ xảy đến ra sao? Bên cạnh đó thì tiết lộ với quý vị và các bạn đó là ở tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ có thêm sự xuất hiện của hai nhân vật mới. Đó chính là mẹ của Quân cùng với một cô gái, không ai khác là người vợ sắp cưới của Quân. Vậy thì sự xuất hiện của những nhân vật mới này sẽ mang đến những điều bất ngờ và thú vị ra sao? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chị Dậu. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Và hiện tại thì kênh Trở Tình đang phát sóng một bộ truyện đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến có tên gọi là Dâu Trưởng. Đã rất lâu rồi thì tác giả Phạm Hoàng Yến mới quay trở lại với những khán thính giả yêu truyện bằng một bộ truyện tâm lý xã hội thực tế. Và anh Sa tin chắc là với bộ truyện này sẽ không khiến cho quý vị và các bạn thất vọng đâu. Hy vọng rằng mọi người sẽ không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 2 bộ truyện Cháo Phận Đổi Tình, tác giả Chambubi qua phần diễn đọc của anh Sa. Trong vô thức tôi quay đầu nhìn lại. Lúc này thì Quân đang ở ngay trước mặt của tôi. Anh cách tôi một đoạn không xa cho lắm, thế nhưng mà cảm giác cứ ngỡ như vạn trượng. Hôm nay Quân mặc bộ vest màu đen rất nghiêm chỉnh, gương mặt thì vẫn vô cùng lạnh lùng. Ông Phúc kính cẩn rồi hỏi: Anh à, thế hôm nay thì anh vẫn như cũ chứ à? Gọi một cô gái rót rượu cho tôi trên tầng 2. Dạ vâng ạ, anh đợi em một lát nhé. Nói rồi thì Quân lạnh lùng xỏ tay túi quần bước đi. Ngay sau đó tôi nhìn thấy ông Phúc gọi con Mai lên tầng để tiếp rượu cho anh. Khỏi phải nói, con Mai vui sướng cỡ nào. Nụ cười của nó kéo dài cả 7 cây số chưa hết đi. Nhưng mà không hiểu vì sao lúc đó tôi lại cảm thấy trong lòng của mình cứ gai gai, khó chịu thế nào ấy. Nhiều lúc tôi nghĩ mình đúng là điên thật mà. Phong nhìn thấy sự thay đổi trên gương mặt của tôi thì bèn nói: Em quen với người đàn ông đó sao? Dạ không. Ừ, không quen là tốt em ạ. Anh ta sắp có vợ rồi đấy. Mà vợ tương lai của anh ta cũng không phải là người đơn giản, lại còn liên quan đến mafia nữa. Tôi ngạc nhiên hỏi: Anh biết anh ta sao? Anh có biết một chút, bởi vì anh ta là đối tác làm ăn của bố anh. Nghe đâu thì tháng sau cô gái kia về nước sẽ tổ chức lễ đính hôn đấy. Tôi nghe xong thì gật đầu, hiểu thêm một chút thông tin liên quan đến Quân. Lúc này tôi mới tá hỏa về thân phận của Phong không hề đơn giản như tôi nghĩ. Tối hôm đó tan làm, Phong lái xe đưa tôi và cái Hoa về xóm trọ. Vừa nhìn thấy chúng tôi bước xuống từ chiếc xe Mercedes sang trọng, bà chủ trọ đứng ngay đầu ngó mỉa mai: Ôi, thế chúng mày cũng kinh đấy nhở, mới tí tuổi đầu đã săn được đại gia. Cái Hoa đành nói lại bà ấy, nhưng mà tôi đã ngăn nó lại rồi kéo tay nó bước đi. Thực ra để mà cãi nhau với bà ấy thì cả ngày cũng không xong ấy. Hơn nữa bây giờ cũng đã khuya rồi, mọi người nghe thấy, dù không rõ thực hư ra sao, nhưng mà người mang tiếng xấu thì vẫn là chúng tôi thôi. Sao thế? Sao hôm nay mày lại hiền như vậy? Cứ để im cho bà ấy, muốn nói gì thì nói sao? Thôi, cũng muộn rồi, cứ mặc kệ đi. Mày cũng biết bà ấy không nói thì miệng mọc ra non mà, chịu sao được. Nhưng mà tao nghĩ tức không chịu được ấy.
Tiền cho thì mình cũng đóng đầy đủ, có thiếu đồng nào đâu. Thế mà lúc nào bà ấy cũng như vậy. Rồi để tao xem, đứa con gái của bà ấy đấy, sau này sẽ ra sao. Thôi cứ mặc kệ đi. À, tao đang tính ngày mai làm bài kiểm tra xong thì về quê một chuyến. 3 tháng nay tao cũng chưa về. Bà nội thì lại đang ốm, tao tranh thủ về thăm bà. Ừ, như vậy cũng được. Tớ tranh thủ mấy ngày cuối tuần. Lát nữa tao gửi mày 200 ngàn biếu bà giúp tao nhé. Thôi, tiền đó cứ giữ lấy đi. Tao có tiền cho bà rồi. Ờ, hay còn hôm này. Tao cho bà chứ không phải là cho mày đâu. Tôi cười tủm tỉm nhìn cái Hoa. Hai đứa luyên thuyên thêm một lúc rồi cuối cùng mới chịu đi ngủ. Sáng sớm ngày hôm sau thì hai đứa vừa mở mắt dậy đã nhìn thấy Phong đứng ngay trước cửa. Làm đứa nào đứa nấy hoảng loạn cả tâm can. Anh Phong. Anh đến rủ hai em đi ăn sáng đây. Tôi bởi vì sợ muộn giờ học nên đã từ chối. Mà cái Hoa thì lại nhiệt tình nhận lời. Vậy là bất đắc dĩ tôi phải đi theo hai người đó. Buổi sáng hôm đó vừa bước chân vào lớp học, tôi đã nhận thấy ánh mắt khác lạ của mọi người. Rồi cả tiếng xì xào bàn tán. Sau một hồi nghĩ ngợi tôi mới hiểu ra. Chắc có lẽ do sáng nay Phong đưa chúng tôi đến trường bằng chiếc xe sang trọng đó. Tan học thì tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm cho tôi nghỉ một ngày để về quê. Sau đó tôi nhờ cái Hoa đưa mình ra bến xe khách. Mà cái Hoa tính của nó cũng lo xa. Đi đường sợ tôi đói nên lại còn mua cả bánh mì và hoa quả. Khổ một nỗi, quãng đường nào có đâu xa đâu. Chỉ là 80 cây số và hơn 2 tiếng là về đến nhà thôi. Trên đường trở về, tôi cũng không gọi điện báo trước cho mẹ. Mà nếu như có gọi điện báo thì kiểu gì mẹ cũng ngăn cản với lý do. Về làm gì cho tốn kém tiền xe cổ. Vừa bước xuống xe khách, ngoài trời bắt đầu đổ một trận mưa rào. Tôi vội vàng chạy vào một mái hiên gần đó. Đợi ngớt mưa hẳn thì mời lệch thách khoác chiếc ba lô bước đi. Ngôi nhà cấp 4 lụp sụp dưới bóng cây nhãn. Tôi mở cánh cổng ra. Mang tiếng là khoảng cách cũng không quá xa. Thế nhưng mà một năm tôi về nhà thì số lần chưa bằng số ngón tay trên một bàn tay. Lúc này từ trong nhà, giọng nói của mẹ tôi vang lên. Uống đi, uống cho lắm vào. Sớm muộn gì cũng có ngày ông chết vì rượu đấy. Tôi để xem lúc đó, ai có thể khóc vì ông lúc chết đây. Tôi không cần ai khóc cho tôi cả. Tôi đúng là thằng đàn ông vô dụng. Nếu như tôi không vô dụng thì mẹ tôi cũng không chết bởi vì không có tiền chữa bệnh. Ngay đến đây, toàn thân của tôi bất giác run rẩy. Cảm giác như mình vừa bị ném xuống đáy vực một cách không thương tiếc. Túi hoa quả cầm trên tay cũng bởi vì thế mà buông thong xuống đất. Tôi vội vàng chạy vào nhà. Bố à, bố vừa nói gì vậy? Giờ đây cả bố và mẹ đều quay người lại nhìn tôi. Khỏi nói mẹ tôi sốc như thế nào khi nhìn thấy tôi. Thế nhưng mà ánh mắt của mẹ vẫn vô cùng lạnh lùng. Mẹ lắp bắp rồi hỏi. Vẫn, mày về khi nào vậy? Lúc này, tôi cũng đưa mắt nhìn về góc trong cùng bên tay phải của ngôi nhà. Ở đó, vẫn còn một chiếc bàn để di ảnh của bà tôi, cùng với một nải chuối xanh. Cả người của tôi bất giác hóa đá. Bà nội của tôi đã mất rồi sao? Mất khi nào? Tại sao? Không ai nói cho tôi biết vậy. Tôi cứ đứng bất động như thế, không biết là qua bao lâu mới có thể tiếp nhận sự thật trước mặt, cất giọng khàn đặc. Mẹ, sao mẹ nói là mẹ sẽ dành tiền chữa bệnh cho bà cơ mà? Tại sao bà lại mất như vậy? Tôi cứ ngỡ trong mắt của mẹ còn có gì đó ân hận hay hối lỗi. Nhưng không, mẹ lại còn lạnh lùng đáp lại. Tớ mày đi mà hỏi bác sĩ ấy. Tao cũng đã cố gắng lắm rồi, biết làm sao được bây giờ. Mẹ, mẹ nói như vậy mà nghe được sao? Bố vừa nói gì? Bố nói nếu như bố có tiền thì bà đã không mất. Không nhé. Số tiền con gửi mẹ, bà đã không cứu bà sao? Chưa để bố kịp lên tiếng, mẹ tôi đã gào lên rồi nói. Tao nuôi mày lớn bằng từng này tuổi đâu. Mày lại nghĩ xấu về tao như vậy sao? Bà của mày mất cũng là do số đã tận thôi. Thế mày tưởng là tao muốn như vậy à? Tôi nhìn mẹ mình, lắc đầu vài cái dứt khoát nói. Không đâu. Con không tin. Tớ không tin thì cũng tùy mày. Vậy thì tại sao
mẹ lại giấu con việc bà mất. Rõ ràng là mẹ cố tình, và chắc chắn là mẹ đã không cứu bà. Mẹ có biết để có số tiền đó con đã phải nhục nhã thế nào không? Tôi hét lên, và đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng với mẹ như vậy. Thế rồi bất ngờ một bạt tai thật mạnh giáng xuống mặt của tôi, đau đến xây sầm cả mặt mày. Cầm cái mồm lại đi. Tao nuôi mày lớn bằng này tuổi đầu rồi, không phải để cho mày nghĩ xấu về tao như vậy. Mày biết cái gì mà nói? Mẹ, rốt cuộc mẹ có phải là mẹ ruột của con không vậy? Hay là mẹ nhặt được con ở bụi chuối nào đó thế? Câu hỏi này thì tôi đã chôn vùi trong lòng biết bao nhiêu năm nay, chưa từng dám nói ra. Tôi đã từng cố nín nhìn mẹ rất nhiều, cho rằng mẹ có đối xử với tôi ra sao. Nhưng mà tôi cũng không nghĩ mẹ lại bạc đãi trước một tính mạng con người đến như vậy. Thậm chí tôi còn ước mình không phải là con ruột của bà, bởi vì tôi cảm thấy thực sự xấu hổ khi có một người mẹ sống như vậy. Tôi nhìn mẹ một lúc rất lâu, nói hết những suy nghĩ trong lòng. Bà nhìn tôi vẻ mặt có một chút sững sờ rồi cất giọng. Tao cũng ước là tao nhặt mày từ bụi chuối đấy. Tao cho mày ăn học, để cái thằng thầy con cô của mày nó dạy mày ăn nói mất dạy với mẹ của mày như vậy sao? Mẹ, có người mẹ nào giống như mẹ không? Mẹ đối xử với con lại còn tàn nhẫn hơn mẹ ghẻ nữa. Từ nhỏ cho đến lớn, mẹ đánh con, chửi con, đối xử với con ra sao chắc là mẹ vẫn nhớ. Mấy năm nay con học ở trên Hà Nội, có bao giờ mẹ gửi cho con đồng nào chưa? Có bao giờ mẹ hỏi con học hành thế nào? Có mệt không? Có nhớ nhà không? Hay là những lúc con ốm, có bao giờ mẹ hỏi thăm con được câu nào không? Mẹ cứ xua đuổi con. Mẹ không mong con về nhà, cứ như con là sao chổi vậy. Lúc còn bé, con không hiểu vì sao mẹ lại đối xử với con như thế. Nhưng mà càng lớn, con lại càng hiểu rằng đơn giản là bởi vì mẹ không hề thương con. Nhưng mà tại sao lại như vậy? Mẹ đã ghét con như thế, vậy thì tại sao lúc đẻ con ra lại không bóp chết đi? Nhiều lúc con nghĩ có khi là mẹ vứt con ngoài đường cho ai đó nuôi lại còn hạnh phúc hơn bây giờ đấy. Nói đến đây, tôi nhìn thấy sắc mặt của mẹ có một chút thay đổi, nhưng mà rất nhanh mẹ lại trở về dáng vẻ ban đầu rồi đáp. Tao có làm tất cả cũng là chỉ vì tao muốn tốt cho mày thôi. Tao muốn mày trưởng thành, muốn mày độc lập và mạnh mẽ. Thế mày không nghe các cụ nói thương cho roi cho vọt à? Tất cả cũng chỉ là lý do, là ngụy biện cho việc mày không thương con thôi. Mày nghĩ con còn là đứa trẻ mới lên ba để tin những lời nói đó sao? Tôi thấy khóe môi của mẹ mấp máy đành nói tiếp, thì bố tôi đã cất giọng. Hai mẹ con bà im ngay đi, nhức đầu quá. Nói rồi thì bố tôi loạng choạng bước đi. Ngay sau đó bà cũng rời khỏi. Căn nhà ba gian lúc này chỉ còn có tôi và di ảnh lạnh lẽo của bà nội. Tôi nhìn gương mặt phúc hậu của bà nội, những giọt nước mắt cứ như vậy tuôn rơi xuống cả nền đất lạnh lẽo. Tôi ngồi sụp xuống, ruột gan quằn thắt lên từng hồi đau đớn. Những gì mà tôi cố gắng để có tiền chữa bệnh cho bà giờ đây đã thành công cốc. Hóa ra tận cùng của nỗi đau chính là cái cảm giác thở thôi cũng cảm thấy đau. Tôi ngồi đó không biết là qua bao lâu, rơi biết bao nhiêu nước mắt, nhưng hình ảnh kỷ niệm tuổi thơ của hai bà cháu lại ùa về. Càng nghĩ tôi lại càng hận chính mẹ ruột của mình. Thế rồi lúc bấy giờ một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Chị Vân, chị về khi nào vậy? Tôi đưa mắt nhìn thấy thằng Tí. Sau này thằng bé cũng đã lớn hơn rồi. Tôi từ từ đáp. Chị mới về. Bà nội mất lâu chưa? Mà sao lại không gọi cho chị biết vậy? Mẹ không cho em cầm điện thoại. Mẹ nói là chị đang bận ôn thi. Bà mất cũng được gần chục hôm rồi chị à. Tôi gật đầu. Tôi không muốn nói sự thật cho nó biết, bởi vì dù sao trong mắt nó, mẹ tôi cũng rất tuyệt. Tuyệt là phải rồi. Mẹ yêu thương nó, chiều chuộng nó như vậy cơ mà. Sau khi đã ổn định lại tâm trạng, tôi mới bình tĩnh hỏi thằng Tí mọi chuyện xảy ra trong những ngày qua. Thằng Tí lại còn hỏi. Chị đã nhận được quà sinh nhật mẹ gửi tặng chưa?
Lúc này thì tôi ngớ cả người. Tôi còn quên mất ngày sinh nhật của bản thân mình vừa trôi qua 5 ngày trước. Tôi lắc đầu đáp. Quà nào cơ? Mẹ mua tặng chị chiếc lắc tay đánh đá rất đẹp. Em có hỏi mẹ thì mẹ nói là tặng sinh nhật. Xong em hỏi sinh nhật của chị à thì mẹ lại cứ ở mới. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên, nhìn thằng Tí. Chuyện mẹ mua lắc tay đánh đá tặng tôi là chuyện không thể nào xảy ra. Tôi nhớ là mẹ còn chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật của tôi cơ mà. Vậy thì món quà kia mẹ tặng ai vậy? Và số tiền mua lắc tay đó, có phải là nó nằm trong cái số tiền tôi gửi về chữa bệnh cho bà không? Tôi biết là nếu như bây giờ trực tiếp đi hỏi mẹ, chắc chắn mẹ sẽ chối. Hơn nữa thực tâm tôi bây giờ không muốn nói với mẹ một chút nào cả. Tôi ở quê 2 ngày. Sáng sớm tôi định lên thành phố thì tôi hỏi mẹ. Số tiền con gửi mẹ chữa bệnh cho bà, mẹ đã làm gì rồi? Mày buồn cười thật. Tao đã bảo tao chữa bệnh cho bà hết tiền rồi. Con không tin. Không tin thì tao cũng mặc kệ. Tôi định nói nữa thì bất ngờ từ bên ngoài giọng nói một người đàn ông vang lên. Chào cô. Hôm nay thì đích thân xếp tổng của tôi đến bàn sao đất. Tôi còn chưa hết sững sờ chuyện này thì chuyện khác lại đến. Quân đang đứng trước mặt của tôi. Hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn tôi đầy khó hiểu. Tôi thấy Quân mấp máy khóe môi định nói điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Mẹ tôi nhìn thấy Quân, thái độ thì thay đổi hoàn toàn, niềm nở nói. Vân, ra nhà bác Tư mua cho mẹ gói chè nhé. Tôi nhìn mẹ dứt khoát trả lời. Con không đi. Tôi biết lúc đó mẹ tôi tức lắm, nhưng bởi vì có Quân ở đây, bà phải kiềm chế lại giữ thể diện cho mình. Có xấu xa thì cũng chỉ là tôi trong vài đứa con mất dạy. Nhưng mà tôi mặc kệ, đã xấu rồi thì cứ xấu một thể đi. Tôi thẳng thắn hỏi người đàn ông đi cùng với Quân. Anh cho tôi hỏi, bàn giao đất là sao vậy? À, hiện tại thì mảnh đất này nằm trong dự án sắp tới của tập đoàn chúng tôi. Vậy nên chúng tôi đã thỏa thuận với mẹ cô sẽ lấy lại miếng đất này với giá cao gấp 10 lần thị trường. Và mẹ cô cũng đã đồng ý. Tức là hôm nay anh sẽ đến giao tiền và lấy đất à? Đúng như vậy. Dự kiến tuần sau chúng tôi sẽ cho phá nhà. Tôi quay sang nhìn mẹ. Người mẹ ruột của tôi bây giờ trong mắt của tôi không khác gì kẻ thù cả. Tôi cũng không thể nào nghĩ cuộc đời của mình lại bi đát đến như vậy. Bị tránh người thân thiết qua mặt, quá phũ phàng. Tôi cố gắng ngăn không để cho nước mắt rơi xuống, uất ức rồi nói. Mẹ, mẹ còn đánh dấu con đến khi nào nữa đây? Mẹ tôi nhìn tôi rồi liếc mắt nhìn Quân, ấp úng đáp. Không phải là mẹ muốn giấu con đâu, mà là mẹ chưa kịp nói thôi. Mẹ thôi ngay cái dòng điều đó đi. Mẹ không cần tử tế với con trước mặt mọi người đâu, con không quen. Tôi vừa dứt lời thì mẹ đã kéo tay tôi bước đi. Thế nhưng mà tôi lại một mực không đi, kiên quyết đứng lại rồi nói. Con không cho phép ai phá nhà của mình cả. Đây là nhà bà nội để lại. Bà vừa mới mất, vừa mới đặt lưng xuống tại căn nhà này, còn chưa được 49 ngày. Vậy mà mẹ nhẫn tâm lại phá đi nơi ở của bà sao? Lúc này thì mẹ tôi cũng không kìm nén thêm được nữa, bà quát lên. Cái con này, chết là hết rồi, còn gì nữa đâu mà ở với không ở chứ. Ta đã quyết bán rồi, mày không có quyền ngăn cản đâu. Con không cho phép. Nói xong thì mẹ kéo mạnh tay tôi bước đi về hướng nhà kho. Mặc kệ tôi dãy dụa, nhưng mà vẫn vô ích với sức lực của mẹ. Tôi nhìn về hướng Quân đang đứng, giọng khàn đặc rồi nói. Quân, tôi không cho phép anh phá nhà của tôi đâu. Thế rồi thì mẹ tôi đẩy mạnh tôi vào trong nhà kho, khiến tôi ngã vô người xuống đất. Cánh cửa gỗ đóng sập lại. Mặc kệ tôi gào khóc hay đập cửa cũng vô ích. Suốt cả tiếng đồng hồ tôi bị nhốt trong nhà kho, rồi thì cuối cùng mẹ mới chịu mở cửa cho tôi đi ra ngoài. Lúc tôi bước ra, đã không còn nhìn thấy Quân đâu cả. Tôi nghĩ chắc là anh ta cũng đã về rồi. Tôi hỏi mẹ. Mẹ, mẹ đã bán nhà thật rồi sao? Phải đấy, tao đã bán nhà rồi. Cơ hội tốt như vậy, có mà ngu mới không bán. Mày hỏi thử cả cái xóm này xem, có ai không bán đâu.
Rồi bán xong bạn sẽ sống ở đâu? Ở đâu thì tao cũng sẽ nói cho mày nghe sau. Mày cứ lo cái thân của mày trước đi đã. Tôi nhìn về phía di hành của bà nội. Tôi biết là mẹ sẽ không dễ gì thay đổi quyết định, nhưng mà vẫn cố chấp hy vọng. Mẹ, lúc này tôi quỳ xuống cầu xin. Mẹ, con xin mẹ đây. Mẹ đừng bán nhà được không? Ánh mắt của tôi khi đó tràn ngập hy vọng. Nhưng không, tôi đã sai khi cầu xin một người mất hết tình người giống như mẹ. Mẹ phũ phàng nói. Không. Không cầu xin được mẹ, tôi chạy đi xin bố. Nhưng bố tôi cũng chỉ thở dài rồi bảo. Con à, mẹ mày nói đúng đấy. Nhà mình nghèo ba đời rồi. Đây là cách đổi đời duy nhất. Kỷ niệm thì cứ giữ trong lòng là được rồi. Bố à, tại sao chuyện gì bố cũng nghe mẹ vậy? Bố là đàn ông, thế bố lại không tự quyết được sao? Mày không hiểu đâu con. Tôi thì cứ chịu khó ở trên thành phố học hành cho tốt đi. Tôi thẫn thờ bước đi thẳng vào chiếc giường trong phòng. Lúc cầm đến điện thoại, đã nhìn thấy mấy cuộc gọi nhớ của cái Hoa. Tôi ngồi một lúc bình ổn lại tâm trạng, mở số gọi lại. Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên. Này, mày lên đây chưa? Tao chưa. Nhà có chút việc nên chắc là ngày mai tao mới đi được. Này, muộn nhất ngày mai phải lên đấy nhá. Cô giáo mới hỏi về mày đấy. Cô dặn là 2 hôm nữa có buổi gặp trực tiếp doanh nhân Thành Đạt. Đừng có bỏ lỡ đấy. Ừ, tao biết rồi. Thế thôi, tao tắt máy nhá. Có gì hôm nào lên tao kể. Rồi, ok. Tối hôm đó tôi dẫn thằng Tí đi mua trà sữa. Mua xong thì tôi dặn nó về nhà trước. Còn mình đi lang thang vài vòng cho tâm trạng đỡ bức bối. Vừa đi được một đoạn thì bất ngờ có một bàn tay ai đó kéo tôi lại. Giọng nói của một người say rượu vang lên. Ê, xin chào cô em. Đi chờ với anh nhá. Tôi nhìn gã đàn ông, là một tên nhìn không khác gì tên nghiện. Nói thật thì tôi nhìn mấy tên đầu hói bụng phệ ở quán bar tôi hay gặp còn dễ nhìn hơn cái thằng cha này. Tôi giật cổ tay của mình ra khỏi tay hắn rồi lớn tiếng. Tránh xa tôi ra đi. Nếu không, tôi kêu lên bây giờ đấy. Thế em nghĩ là em vẫn còn cơ hội để kêu sao? Nói rồi thì hắn lao cả người về phía của tôi. Cái mùi hôi trên cơ thể nồng với men rượu khiến tôi muốn nôn ọe ngay tức khắc. Tôi cố gắng dãy giụa, nhưng mà dẫu sao sức của tôi cũng không bằng sức đàn ông được. Khoảnh khắc, tôi bắt đầu biết sợ thì một sức mạnh nào đó đẩy hắn ra xa khỏi người tôi. Nhanh như chớp, tôi nhìn hắn ngã duỗi rồi xuống nền đất lạnh lẽo. Hắn vừa mở miệng chửi. Mẹ kiếp con khốn này! Khi quay lại, nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Quân liền nút ngược lời nói trở lại rồi chạy biến đi mất. Tôi quay sang nhìn Quân. Tức quái nào mà Quân vẫn ở đây. Vừa vặn xuất hiện trong những thời điểm tôi cần ai đó nhất. Tôi lắp bắp rồi nói. Lại là anh sao? Ừ. Cảm ơn anh vừa nay đã cứu tôi. Không cần. Cái liếc mắt chết người như kiểu anh ta không cần lời cảm ơn ấy khiến con tim của tôi cảm giác có một thứ gì đó rất cuốn hút từ người đàn ông này. Nói xong thì anh ta đành quay đi. Tôi đã kịp thời kéo tay của anh ta lại, vội vã nói. Ấy, khoan đã. Quân nhìn xuống tay tôi. Tôi biết ý nên buông tay của mình ra khỏi người Quân, từ từ lên tiếng. Tôi có thể nào nói chuyện với anh một lúc không? Chuyện gì? Tôi muốn cùng anh thương lượng. Quân nghe tôi nói xong, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười. Tôi không biết nụ cười này là ý gì, nhưng mà công nhận không biết sao khi đó tôi có thể thốt ra 2 chữ thương lượng. Mà trong khi tôi có cái gì đâu để mà thương lượng với người ta. Chúng tôi đi đến một cây cầu gần đó. Từng làn gió thổi khiến mái tóc của tôi bay bay. Tôi ngước mắt nhìn Quân. Dưới ánh đèn đường, khuôn mặt của Quân đẹp tựa như tạc tượng. Hôm nay, anh ta mặc cả một cây đen, tay đeo đồng hồ bảng to màu bạch kim. Nói chung là nhìn rất bảnh trai. Quân lên tiếng. Nói đi. Tôi có thể xin anh đừng mua nhà tôi được không? Ngôi nhà đó rất quan trọng với tôi. Đây là cái thương lượng mà cô nói sao? Bây giờ coi như tôi xin anh đấy. Tôi không đồng ý.
Quân thẳng thừng từ chối. Lúc đó thì tôi vô cùng hụt hẫng. Nghĩ đến những kỷ niệm của bà, nghĩ đến bà mới mất còn chưa kịp sanh cỏ. Nghĩ đến ngày xưa, bà từng kể ông và bà phải vất vả khó khăn lắm mới xây được ngôi nhà này. Và ông bà vô cùng trân quý nó. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy đau lòng. Vô thức thì giọt nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Tôi im lặng một lúc lâu, thì sau đó mới hỏi Quân tiếp. Thật sự là anh không thể nào suy nghĩ lại sao? Quân nhìn tôi. Anh không trả lời trực tiếp mà lôi chiếc khăn tay trong túi ra, đưa lên trước mặt của tôi rồi nói. Cầm lấy, lau nước mắt nước mũi của cô đi. Giọng nói của Quân trầm ấm lắm, không hề gắt gỏng, không hề khó chịu, lại có một chút gì đó quan tâm. Phút trông làm tim tôi đập loạn nhịp, bởi vì đã quá lâu mới có ai đó để ý đến cảm xúc của tôi. Tôi từ từ đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Cảm ơn anh. Đưa khăn cho tôi xong, anh ta lại đốt điếu thuốc, hít một hơi dài. Làn khói nghi ngút trước mặt làm tôi khó chịu, ho lên vài tiếng. Chắc có lẽ anh ta thấy như vậy nên ngay lập tức dập tắt điếu thuốc rồi nói. Cũng muộn rồi, về nhà đi. Đàn bà con gái đi lang thang làm gì vậy? Anh quên tôi là đứa con gái hư sao? Quân khác cười khẩy, nhưng mà không nói gì nữa. Tôi thì lại lý nhí nói. Đừng mua nhà của tôi được không? Tôi không muốn nói lại một câu hai lần đâu. Xin anh đi. Anh muốn gì tôi cũng chấp nhận cả. Chỉ cần anh đừng mua nhà của tôi thôi. Khi nghe tôi nói câu này, Quân quay sang nhìn tôi, lạnh lùng trả lời. Cô chẳng có thứ gì mà tôi cần cả. Tôi cố gắng cầu xin Quân thêm vài câu nữa, nhưng mà anh nhất quyết không đồng ý. Cuối cùng anh không trả lời tôi nữa, đứng dậy bỏ đi. Cho đến khi anh đi rồi, tôi vẫn cứ ngẩn người ngồi đó một lúc lâu, rồi mới thẫn thờ đứng dậy bước về nhà. Buổi sáng hôm sau, không biết là bố mẹ tôi đi đâu từ rất sớm, nên tôi dặn thằng Tí vài câu. Đưa em ít tiền tiêu vặt rồi lếch thếch khoác ba lô ra bến xe lên Hà Nội. Cũng may mà hôm qua tôi nghỉ có cái hoa chép bài vở cho đủ, và lại những tiết học không quá quan trọng nên cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Tan học về, cái hoa hỏi tôi. Có mệt không vậy? Nếu như mệt thì không phải đi làm đâu. Ta mà không đi hôm nay chắc là ông Phúc sẽ vặt lông tao đấy. Có đâu. Dạo này ông ấy tử tế rồi, mà cũng không thấy nhắc gì mày cả. Hôm tao bảo là mày nghỉ vài hôm, ông ấy cũng chỉ ừ thôi. Tôi nghe xong thì ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn cái hoa. Sao cơ? Ông ấy uống nhầm thuốc à? Ai biết đâu. Chắc là dạo này có khi nào là đang yêu đương ấy. Tối hôm đó, tôi nghe lời cái hoa nên không đi làm ngay. Đành bồng ôn bài xong thì đi ngủ sớm. Không ngờ Phong gọi tôi. Anh đang ở trước cửa phòng trò của em đấy. Em ra đi. Anh em mình đi ăn đồ nướng nhé. Tôi nhìn ra ngoài ô cửa sổ thì thấy Phong đang đứng ở đó. Vội vàng tắt máy rồi chạy ra ngoài mỉm cười nói. Ủa? Sao anh biết em lên Hà Nội rồi vậy? Cái gì liên quan đến em anh chả biết. Ừ, anh lại điều. Anh nói thật đấy. Nói xong thì Phong cười xoa đầu tôi một cái. Đi ăn đồ nướng vang nhé. Anh biết quán này ngon lắm. Nhưng mà em no rồi ấy. Ăn một chút thôi cũng được mà. Miễn là em đi cùng anh. Tôi suy nghĩ vài giây rồi gật đầu. Phòng lái xe đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng. Ở đây món nướng phải công nhận ngon nhất nách. Suốt bữa ăn, Phòng ăn ít lắm. Còn lại chủ yếu là phục vụ tôi. Lúc ở nhà hàng tôi nhìn ai đó rất giống như bóng dáng của Quân. Thế nhưng mà vừa chớp mắt thì người đó đã không thấy đâu. Tôi thầm trời mình đúng là điên mà. Đi đâu cũng thấy Quân là sao thế? Sau khi chúng tôi ăn xong thì lại lượn một vòng quanh Hồ Gươm, cũng đã đến hơn 10 giờ. Tôi bảo Phong lái xe đưa tôi trở về phòng trọ. Trên đường về Phong có nói một câu, tôi không biết là anh trêu hay thật. Anh nói. Từ trước đến nay, người con gái duy nhất anh muốn bảo vệ là em. Bởi vậy từ nay về sau, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ bảo vệ em. Tôi bước xuống xe tạm biệt Phong, nhưng mà lại không để tâm cho lắm. Thế rồi bất ngờ một giọng nói vang lên khiến tôi giật mình, nhìn về phía trước. Về rồi à?
Quân, anh đến tìm tôi à? Hôm trước cô nói chỉ cần tôi không mua lại nhà của cô, thì bất kể giá nào, cô cũng đồng ý có phải không? Đúng như vậy. Vậy thì lên xe đi. Sao cơ? Lên xe. Tôi cứ ngơ ngơ đần đần người xa, rồi sau đó cuối cùng cũng theo Quân lên xe. Cánh cửa xe đóng sập lại, tôi giật mình rồi hỏi. Anh định làm gì vậy? Làm tình. Tôi nghe xong thì tròn xoe mắt nhìn Quân. Quân nói tiếp. Tôi sẽ không động đến căn nhà đó nữa. Với điều kiện từ nay trở đi, tôi gọi bất cứ lúc nào cô cũng phải có mặt. Ngược lại, mỗi lần xong việc tôi sẽ cho cô 5 triệu. Này, sao mà tôi thấy là tôi cứ như bán thân cho anh quá vậy? Khác nhau sao? Hóa ra là Quân cũng chỉ xem tôi giống như bao nhiêu cô gái làm tiền khác. Tôi có một chút không vui, nhưng mà không phản bác. Như vậy cũng tốt, đỡ phải tỏ vẻ thanh cao hay giải thích gì nhiều. Dù sao lần đầu cũng là tôi gả gẫm người ta. Suy đi nghĩ lại bây giờ, tôi cũng không còn gì mà mất nữa. Được rồi, tùy anh đấy. Chỉ cần anh giữ lời hứa là được. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một khách sạn 5 sao, đồ ăn của tôi vẫn cứ lâng lâng nhở trên mây. Vẫn là như lần trước, vừa nhìn thấy Quân thì Lễ Tân đã đưa ra thẻ phòng VIP. Lông bước vào phòng, tâm trạng của tôi vẫn còn rối rắm. Tôi nhìn Quân, hoảng loạn rồi nói. Hay là tôi đi về. Cô nghĩ đây là nơi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Nói rồi Thanh kéo cà vạt vứt xuống ghế sofa, đi đến tủ rượu rót ra một ly. Lúc giờ ly rượu lên vừa vặn chạm ánh mắt bất an của tôi. Tôi bối rối nói. Hình như tối nay tôi thấy anh uống hơi nhiều rượu. Giờ anh còn muốn uống nữa sao? Hai hàng lông mày rậm của Quân khẽ cau lại. Anh trực tiếp đặt ly rượu xuống bàn rồi cầm chiếc áo choàng ném vào người của tôi. Đi tắm đi. Thế là cuối cùng tôi vào phòng tắm xả nước thật mạnh. Cố kỳ thật kỹ, như thể cho trôi hết đi những nhơ nhớp trên người vậy. Nhưng mà càng kỳ cọ, tôi lại càng phát hiện mình không chỉ đau về thể xác, mà đau đớn nhất vẫn là tinh thần. Tôi nhìn mình trong gương, tự bật cười chê giễu chính mình. Tôi bây giờ có khác gì loại gái rẻ tiền đâu. Sau đó tôi đi xa thì nhìn thấy Quân đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa. Vừa nhìn thấy tôi, Quân đã nói. Cũng không phải lần đầu tiên. Có nhất thiết phải giả vờ như vậy không? Nói rồi Thanh trực tiếp đứng dậy, vất mạnh tôi xuống chiếc giường, ngấu nghiến hôn tôi như một con hổ đói. Hương thơm từ người của anh phá lấn cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu. Thế rồi bất giác, Quân mở miệng gọi tên theo bản năng. Diệp. Diệp sao? Một từ thôi mà nghe lại rất ấm áp. Dường như anh ta đang nhầm tôi với cô gái nào đó. Tôi không biết nói gì cả, chỉ biết ầm ừ một tiếng. Rồi thì anh ta thô lỗ kéo áo choàng tắm trên người của tôi xuống, đem tôi đặt dưới thân mình. Khi chiếc áo choàng tắm kia tách rời cơ thể tôi rõ ràng cảm nhận được cùng anh nóng bỏng da thịt, cùng anh chặt chẽ dán vào nhau. Bây giờ trời có sập xuống, tôi cũng không bận tâm nữa. Chậm rãi nhắm mắt lại, một dòng lệ vô thức tuôn rơi. Bất giác, Quân dừng động tác lại, lạnh lùng nhìn tôi rồi nói một câu. Lấy bao đeo vào cho tôi. Trong tủ ở đầu giường có bao, đồ chùm loại. Tôi chọn lại một cái rồi đeo vào. Lần đầu tiên cận mắt đối diện, thật sự là tôi có một chút lúng túng. Quân nhìn tôi, ánh mắt cáu gắt rồi vật lấy chiếc bao trên tay của tôi, tự mình đeo vào. Sau đó anh ta ấn tôi xuống chiếc giường. Hành động vừa nãy của Quân tôi hiểu. Phòng tránh thai là một phần. Phần còn lại là anh ta sợ tôi bẩn. Thế rồi thì hô hấp của anh ta lần nữa lại ập đến. Anh hôn tôi rất mạnh, giống như đang phát tiết một loại cắn xé. Động tác tiến lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc thì lại dịu dàng. Quân bảo tôi phải gọi tên anh ta. Lúc đó tôi không hiểu sao anh ta lại làm như vậy, nhưng mà cuối cùng thì tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta nghe được giọng nói của tôi phát ra thì lại càng thích thú hơn nữa. Hóa ra đàn ông thích phụ nữ gọi tên của mình sao? Lúc này thì Quân hỏi tôi.
Cô đã từng ngủ với ai chưa? Anh Hâm à? Tôi là lần đầu tiên với anh. Anh cũng biết mà. Ý tôi là từ hôm đó đến giờ. Chưa. Quân nghe xong khẽ nhếch môi nụ cười hài lòng rồi nói. Từ lần sau, uống thuốc tránh thai đi. Tôi không thích dùng bao. Tôi trợn tròn mắt nhìn Quân. Chưa để tôi lên tiếng thì anh ta đã nói tiếp. Tôi từ trước đến giờ đối xử với phụ nữ cũng vô cùng hào phóng. Vậy nên cứ yên tâm. Ngoan thì cái gì cũng có cả. Vừa dứt lời, điện thoại của tôi vang lên tin nhắn. Tôi nhìn màn hình điện thoại. Số dư cộng thêm 10 triệu đồng. Tôi ngước mắt rồi nói. Anh không cần chuyển. Tại nhưng mà tôi chưa kịp nói hết câu, Quân lại chen ngang. Tôi có thể chuyển thêm. Trong đầu của tôi lúc đó thầm rủa ba chữ đồ thần kinh. Tại nhưng mà tôi không dám nói thẳng mặt như vậy. Nín lại thở dài rồi nói. Tùy anh. Quân khai nhếch môi cười rồi đứng dậy mặc quần áo chỉnh tề. Nói thêm xăm ba câu nhạt nhẽo rồi cũng rời đi. Tôi thì ngồi thẫn thờ trên giường một lúc rất lâu. Bỗng nhiên tôi thấy buồn cười cho chính cuộc đời của mình. Những ước mơ, những kế hoạch, những dự định và cả sự kiên quyết đâu cả rồi. Bây giờ nhìn tôi có khác nào đứa con gái rẻ tiền không? Trôi thêm 2 ngày nữa tôi và Quân không gặp nhau. Hôm đó cô giáo nói sẽ có cuộc giao lưu với doanh nhân Thành Đạt. Mà nghe đâu người này rất nổi tiếng. Cũng là nhà đầu tư trang thiết bị cho nhà trường. Và khó khăn lắm mới mời được người ta đến. Bởi vậy cả lớp vô cùng háo hức. Đặc biệt là các bạn nữ. Ai thì cũng đoán già đoán non về ngoại hình của người đó. Số tuổi, có vợ hay chưa. Người thì đoán là doanh nhân, Thành Đạt thì kiểu gì cũng lớn tuổi rồi. Người thì nói bây giờ đây người trẻ tài giỏi. Người thì bảo chắc là chưa vợ bởi vì còn bận lo sự nghiệp. Còn tôi thì chả có tâm trạng nào nữa. Ngồi thẫn thờ một chỗ cho đến khi cô giáo bước vào giới thiệu. Xin chào các em. Hôm nay chúng ta sẽ có cuộc giao lưu với Tổng Giám đốc Tập đoàn Nhật Minh. Xin trân trọng giới thiệu anh Phạm Thiếu Quân. Nghe đến ba chữ Phạm Thiếu Quân, đầu của tôi như bị ai đó dùng búa gõ xuống một cái đầy tê dại. Tôi thấy mắt tròn mắt dẹt nhìn về hướng cửa. Quân lúc này thân mặc bộ âu phục màu đen cao cấp từ cửa bước vào. Theo sau lưng của anh ta còn có trợ lý. Đối với sự xuất hiện của Quân, không chỉ mình tôi ngơ ngác mà tất cả mọi người trong lớp cũng như vậy. Cái Hoa ngồi bên cạnh thì bảo tôi. Ê này, ông Quân đây mà. Ừ. Cô giáo vui vẻ giới thiệu một hồi, thế nhưng mà không ai mảy may nghe cô giáo nói gì cả. Ai cũng chăm chú nhìn về hướng của Quân, thậm chí lại còn xì xào phát ra thành tiếng khen. Trong cuộc giao lưu lẽ ra chỉ hỏi về kinh doanh, nhưng mà có bạn nữ đã không nhẫn nhịn được mà hỏi. Anh ơi, anh có vợ chứ à? Cô giáo vừa nghe xong thì lập tức lườm bạn đó. Không ngờ là Quân hòa đồng khác thường, anh thẳng thắn rồi trả lời. Hiện tại thì chưa. Các bạn nữ cười ô lên. Tôi ngước mắt nhìn Quân. Đúng lúc ánh mắt anh cũng hướng về phía tôi khiến tôi bối rối. Cuối giờ, cô giáo bảo ai còn thắc mắc gì muốn hỏi nữa không? Thì bất ngờ Quân nhìn tôi, anh hỏi. Tôi thấy là bạn nữ ngồi bàn thứ tư từ nay đến giờ chưa hỏi câu nào cả. Em có gì muốn hỏi tôi không? Ôi cha mẹ ơi. Lúc đó tôi run muốn xỉu ấy. Hai tay tôi vò chặt vào nhau một hồi rồi tôi hỏi về các vấn đề liên quan đến kinh doanh. Quân cũng nhiệt tình trả lời lại cho đến khi kết thúc cuộc giao lưu. Quân cùng với trợ lý của mình bước ra ngoài. Đi theo hướng nào thì tôi không rõ. Cả lớp thì ồn ào bàn tán về Quân. Nghĩ lại, anh ta cứ như một nam chính trong bộ phim ngôn tình nào đó. Một nhân vật sinh ra đã mang ánh hào quang quanh người. Tôi nhìn thấy trong lớp ồn ào quá nên liền rủ cái Hoa ra ngoài cho thoáng. Không ngờ, đi được một đoạn đã gặp người không muốn gặp. Thực ra ngày trước tôi có một mối tình với một anh trên một khóa. Là mối tình sinh viên đơn thuần nhưng mà lại là mối tình đầu. Anh đó tin trường và anh ta đã phản bội tôi để yêu cái Thu. Nó thì cũng gọi là khá thân với tôi đấy. Nghiệt duyên như vậy mọi người biết kết thúc của chúng tôi thế nào rồi đấy. Tôi gặp hai người họ khoác tay đi với nhau. Tôi đã muốn tránh mặt, nhưng mà chẳng ngờ cái Thu nó xuất hiện ngay trước mặt của tôi. Chặn tôi lại, cô ta nói. Ôi, ai đây? Người yêu cũ của anh kìa Trường.
Bỏ qua đi em, anh không muốn nhắc lại đâu. Tôi nhìn hai người họ, cười khinh một cái. Tôi đã cố gắng tránh khỏi ruồi muối, thế nhưng mà không ngờ lũ ruồi muối này thánh thật đấy. Ở đâu cũng tìm đến được. Sắc mặt của cái Thu xanh xanh đỏ đỏ nhìn tôi, tức giận rồi nói. Vân, ngày trước mày nói để xem chúng tao kéo dài được bao lâu. Vậy thì bây giờ mày chống mắt to lên mà nhìn, chúng tao vẫn hạnh phúc đi này. Hạnh phúc thì có mặc kệ cho mày chứ. Liên quan gì đến tao mà lại báo cáo như vậy? Mày càng chứng tỏ, tao lại càng cảm thấy mày kém cỏi đi Thu. Tôi vừa nói dứt câu thì cái Hoa đã lên tiếng tiếp. Thôi, tao và mày đi chỗ khác đi Vân à. Ở cạnh những người như thế này thì bẩn lây. Cái Hoa vừa dứt lời thì Trường đã lên tiếng. Chúng tôi có bẩn đi chăng nữa, nhưng mà không đến nỗi phải đi làm gái bán thân ở quán bar đâu. Ngay Trường nói câu đó, cổ họng của tôi bất giác đông cứng lại. Đúng lúc này, một âm thanh khác vang lên. Cô gái này có ra sao thì cậu cũng không có tư cách để phán xét đâu. Tôi quay lại nhìn thấy Quân đang đứng ở gần đó. Anh nhau mắt nhìn chúng tôi. Mà khi tôi nhìn đến khuôn mặt cái Thu, đôi mắt nó nhìn Quân không rời một giây. Quân miên cương tiến lên, so với Trường cao hơn cả cái đầu. Không hiểu vì lý do gì mà sau khi Quân xuất hiện thì Trường liền rời khỏi. Trước khi đi, cũng không quên kéo tay cái Thu bước đi. Mà nó thì lại muốn né tránh như muốn ở lại đây. Ánh mắt dịu dàng nhìn Quân. Tôi nhìn bộ dáng lúc này của nó, muốn ói ngay lập tức ấy. Sau khi hai người đó đi khỏi thì tôi mới ngước mắt nhìn Quân ngập ngừng nói. Anh chưa về sao? Quân không hề trả lời câu hỏi của tôi. Anh ghé sát vào tai của tôi nói nhỏ điều gì đó mà tôi nghe không rõ cho lắm. Nói xong thì anh cũng lạnh lùng rời đi. Cái Hoa hỏi tôi. Này, thế mày và ông Quân đã mức độ thân thiết đó rồi à? Thân thiết cái gì đâu. Thỉnh thoảng thì lao cứ hâm hâm vậy đấy. Lúc tan học, đi về được một đoạn thì tôi thấy chiếc xe màu đen đậu bên đường, nhìn rất sang trọng. Tôi cũng ngờ ngờ đó là xe của Quân, nhưng mà không để ý người ngồi trong xe cứ như vậy lướt qua. Cho đến khi điện thoại của tôi vang lên một số lạ không được lưu tên, là một số tư quý, giọng nói khó chịu phát ra. Quay lại. Tôi hiểu ý nên bảo cái Hoa về trước, một mình lích thích trở lại chiếc xe, vừa đi vừa rủa thầm trong lòng. Ngồi trên xe, tôi và anh ta cùng không nói gì cả. Không khí trong xe như muôn đông đặc lại vậy. Mãi cho đến một lúc sau đó thì Quân gợi lên khóe môi xem thường, đem chân ga dâm xuống. Anh không nhìn tôi, chỉ là trong tiếng nói vô cùng cao ngạo. Tôi mặc kệ là cô đã có bạn trai hay chưa. Tóm lại sau này khi còn qua lại với tôi thì không được phép đứng gần người đàn ông nào khác cả. Nếu không, đừng trách tôi đấy. Tôi nhao mắt nhìn anh ta dứt khoát nói. Này anh, hình như là anh đang quá độc chiếm rồi đấy. Thứ nhất, tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Môi trường tôi làm việc có bao nhiêu đàn ông anh đều rõ. Mà không đi làm nữa thì cạp đất mà ăn à? Cô sai rồi. Chẳng qua là tôi ưa sạch sẽ. Nói đến đây, anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt kiên định. Giống như không thích dùng chung người phụ nữ đấy. Tôi liếc mắt nhìn anh ta không thèm nói. Từ đầu đến cuối không hiểu cái quái gì cả. Anh ta cũng trầm mặc một lúc rồi cất lời. Bao nhiêu? Bao nhiêu cái gì? Bao nhiêu mới đủ nuôi sống cô hàng tháng đây? Anh có thể nói được câu khác ngoài tiền không thế? Trên đời này chẳng có gì mà không cần đến tiền cả. Nói xong thì anh ta tăng tốc độ xe nhanh đến nỗi tôi muốn bay cả tim ra ngoài. Thế rồi cuối cùng chiếc xe dừng lại trước một ngôi biệt thự màu trắng. Trong lúc tôi còn đang ngơ ngẩn nhìn xung quanh thì anh đã cất giọng. Xuống xe. Một tay của Quân để trong túi quần, bộ dạng phóng túng vỗ ngực. Trực tiếp dẫn tôi đi đến bể bơi ngoài trời. Ở đó có sẵn hai bộ đồ bơi. Anh ta không e dè cởi bỏ quần áo rồi mặc quần bơi ngay trước mặt của tôi. Mặc xong thì anh liếc mắt nhìn tôi, khẽ nhếch lên nụ cười mỉa mai. Toàn bộ cơ thể đã bị tôi nhìn thấy, thế bây giờ lại còn giả vờ thèn thùng. Tôi không biết bơi. Tôi vừa nói hết câu thì anh ta đã nhảy xuống nước với tư thế rất đẹp mắt. Cánh tay có lực quạt nước trong làn nước xanh mát,
Thân hình đẹp uốn lượn trong làn nước khiến tôi cũng phải đỏ mặt. Sau khi bơi lượn một vòng thì anh ta lên tiếng. Tôi còn không thay đồ rồi xuống đấy. Nhưng mà tôi đã nói là tôi không biết bơi mà. Tôi cảm thấy anh ta dường như mất kiên nhẫn, nhăn mày, đứng lên đi thẳng về phía tôi rồi kéo tôi ngã xuống bể bơi. Theo bản năng, tôi kêu lên một tiếng, hai tay thì đập lung tung, miệng thì uống vài ngụm nước. Bên tai của tôi nghe thấy anh ta chê tôi ngốc. Lúc đó tôi tức lắm, mà cố gắng nhìn xuống, rồi bám vào anh ta cho chắc. Anh ta nhìn tôi một lúc lâu, không biết trong đầu nghĩ cái quái gì, mà ngay sau đó áp sát tôi vào thành bể bơi, mạnh mẽ, hôn ngấu nghiến. Hai mắt của tôi mở to kinh hoàng, miệng thốt lên. Anh điên à? Mau buông tôi ra đi. Đây là nhà của tôi. Tôi thách ai dám đến đấy. Anh ta còn chưa dứt câu, tôi đã cảm thấy cúc áo của mình bị bung ra từng cúc một. Sau đó tách rời khỏi cơ thể, trôi theo dòng nước. Anh tránh ra đi. Tôi không muốn ở đây. Tôi không muốn người khác nhìn thấy đâu. À, như vậy có nghĩa là muốn trên giường. Nói xong thì anh ta nhíu mắt nhìn tôi với một vẻ bớn cợt. Tôi tức giận nhìn anh ta, mặt thì nóng hừng hực muốn phát điên. Ôi trời à, ban ngày ban mặt lại còn giữa bể bơi ngoài trời, có thần kinh không vậy? Một lúc sau đó tôi mệt quá không muốn chống cự nữa, cả bộ y phục cũng bị anh ta lột sạch. Hôn chán chê rồi thì anh ta hành tôi muốn chết đi sống lại dưới nước. Tức quá, không làm gì được cả. Ngón tay của tôi bấu vào vai của anh ta, cào thành những vệt đỏ. Sau khi lên phòng thay đồ, tôi thấy có một cô gái mang đồ đến cho tôi, nhưng mà không dám bước chân vào căn phòng. Lát sau đó, Quân cũng bước vào. Quần áo đã mặc chỉnh tề. Anh ta hỏi tôi. Cô muốn đi ăn gì đó không? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta nói một câu lịch sự với tôi như vậy. Thế nhưng mà còn chưa tưởng bờ được bao lâu, thì anh ta đã nói tiếp. Tôi không thích người lạ ở trong phòng của mình quá lâu. Cô cứ liều thay đồ xong rồi tôi sẽ có thảo luận dành riêng cho cô. Quân vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng nói. Cậu Quân, mẹ của cậu cùng với cô Thư đang đợi bên dưới nhà. Khoảnh khắc đó tim tôi như muốn bay ra khỏi lồng ngực. Cái cảm giác giống như mình đi ăn trộm, bị bắt gặp vậy. Theo bản năng, tôi cuống cuồng tìm cho mình chỗ trốn an toàn. Quân nhìn thấy như vậy, liếc mắt sang tôi lạnh lùng nói. Cô tính làm gì vậy? Tôi tìm chỗ trốn. Tôi vừa dứt lời thì tiếng giày cao gót đang ngày một đến gần phía căn phòng. Tôi vô thức lùi lại phía sau vài bước. Sắc mặt thì hoảng loạn bởi vì sợ bị phát hiện. Cạch một tiếng, tiếng cửa phòng mở ra. Bốn người, tám con mắt nhìn nhau. Mà Quân và cô gái kia trố mắt nhìn tôi. Chắc là họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng. Không hiểu là ai mà lại xuất hiện ở đây. Tôi vội vàng quay mặt đi thì Quân thản nhiên lên tiếng. Chào mẹ. Quân, cô gái này là... Mẹ, con chưa hỏi mẹ và Thư tại sao hai người lại tự ý vào phòng của con khi chưa có sự cho phép của con vậy? Con hay thật đấy. Từ bao giờ mà con lại phân biệt rạch ròi với mẹ như thế? Mà mẹ đang hỏi con, cô gái này là ai? Nhận thấy không khí căng thẳng, lại còn nồng nặc mùi thuốc súng, tôi vội va lên tiếng để đánh bài chồn. Dạ thưa bác, cháu là giúp việc ạ. Quân nhíu mày nhìn tôi. Tôi nhìn thấy cô gái kia cơ mặt cũng giãn ra nhẹ nhàng hơn so với lúc nãy. Mà cô Quân cũng nhàn nhạt lên tiếng. Nhưng mà sao tôi chưa thấy cô bao giờ thế? Dạ cháu làm việc theo giờ thôi ạ. Và lại thì cháu cũng mới làm tuần nay. Cháu xin phép không làm phiền mọi người nữa hả? Mà cô Quân gật đầu một cái. Tôi dùng hết sức lực còn lại đi thật nhanh về hướng cửa. Lúc đi qua người cô gái kia, tôi thấy cô ta liếc mắt nhìn mình và ánh mắt không hề vui vẻ. Bước ra khỏi căn phòng, tôi đứng lại một lát, thở phào nhẹ nhõm như vừa chút đi được gánh nặng. Giọng cô gái kia vang lên. Chiều nay anh có rảnh không? Mình đi xem mấy mẫu nhẫn nhé. Để anh xem thế nào rồi anh báo lại sau. Sau này thì công ty cũng hơi nhiều việc. Vâng ạ. Hóa ra thì đó chính là vợ tương lai của Quân. Bảo sao ánh mắt cô ta nhìn tôi lại sắc như vậy. Có lẽ là cô ta ghen. Mà cũng phải thôi. Có ai lại thích chồng mình ở cùng phòng với người phụ nữ khác đâu.
Do lúc đó còn sợ hãi nên tôi chưa nhìn kỹ cô ấy thế nào. Sau một hồi cố gắng nhớ lại thì tôi thấy cô ấy cũng khá là xinh. Có nét gì đó mà tôi cứ cảm giác quen quen. Trở về phòng trọ, tôi đi tìm chìa khóa cửa mà không thấy đâu cả. Cái Hoa đi đâu giờ này cũng chưa thấy về. Ngồi đợi được một lúc thì Phong xuất hiện rủ tôi đi ăn. Ban đầu thì tôi cũng không muốn đi vì một phần cảm thấy hơi mệt. Nhưng mà Phong rủ nhiệt tình quá, không đi cũng ngại. Phong lái xe đưa tôi đến một nhà hàng cách chỗ tôi ở tầm khoảng 5 cây số. Phong biết rất rõ sở thích của tôi, gọi toàn là món tôi yêu thích. Vừa ăn Phong vừa hỏi. Ngon không em? Dạ ngon à? Anh còn biết vài chỗ cũng ngon lắm. Anh em mình cứ từ từ thưởng thức nhé. Tôi nghe như vậy thì trêu Phong. Anh đi ăn suốt cùng em thế này, thế không sợ người yêu của anh ghen à? Anh làm gì có người yêu đâu. Anh đợi em yêu anh đấy. Tôi còn chưa kịp trả lời Phong thì một giọng nói khác vang lên. Ôi, Phong à, cháu cũng đi ăn ở đây sao? Tôi và Phong quay đầu sang bên tay phải. Người phụ nữ vừa lên tiếng chính là mẹ của Quân, còn có cả Thư nữa. Ôi, không ngờ lại gặp bác ở đây. Mẹ Quân liếc mắt nhìn tôi, Phong giới thiệu. Dạ, đây là Vân, là bạn của cháu. Tôi nhìn thấy như vậy, theo phép lịch sự cũng cười gượng rồi cúi đầu chào. Dạ, cháu chào bác à? Mẹ Quân cười, nhưng mà nụ cười rất khó hiểu, và dường như bà đang suy nghĩ điều gì đó. Vậy sao? Hai đứa cứ ăn đi nhé. Bác cho con dâu của bác ra bàn kế bên ngồi. Con bé lâu rồi mới về Việt Nam, nên cứ thích đi ăn mấy món đặc sản ấy. À, hóa ra đây là vợ của con trai bác sao? Thư mỉm cười nói. Dạ vâng ạ, em là vợ của anh Quân. Còn anh là... À, đây là Phong, là con trai chủ tịch công ty Long Thành, đối tác của công ty mình đấy. Thư gật đầu rồi cười. Thì ra là như vậy. Nói xong Thư quay sang nhìn tôi, vừa cười vừa hỏi. Cô gái này rất xinh, nhìn hai người cũng rất xứng đôi anh ạ. Anh cũng đang cố gắng chinh phục cô ấy đây. Mà anh Phong giàu có như vậy mà lại cho người yêu đi làm giúp việc phí quá đấy. Lúc đó tôi không nghĩ mới gặp lần đầu mà Thư đã nói như vậy. Xem ra cô gái này không hề đơn giản. Phong nghe xong ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lên tiếng. Mỗi người đều có công việc riêng mà chị. Thư cười cười tỏ ra như mình ngây thơ vô số tội. Rồi sau đó mẹ Quân nói thêm vài lời. Hai người bước đi. Phong nhìn tôi nghiêm túc hỏi. Em đi làm giúp việc nữa sao? Em làm công việc gì ra tiền thì làm thôi à? Thế em cần bao nhiêu? Anh có thể lo cho em mà Vân. Anh Phong à? Chúng ta không là gì của nhau cả. Em xem anh như là anh trai thôi. Hơn nữa thì tiền bạc rất nhạy cảm. Nếu như anh xấu hổ, có người bạn như em thì em cũng phải chịu thôi. Vân à, anh không có ý đó đâu. Tôi biết lúc đó Phong không có ý gì cả, nhưng mà không hiểu vì sao lại cáu lên với anh. Ăn xong, Phong đưa tôi về phòng trọ. Cái Hoa lúc này cũng vừa về đến cửa, nó hỏi tôi. Cứ tưởng là đi cùng với anh Quân chứ. Tao không biết là vứt chìa khóa ở đâu nên về đợi mày ở cửa một lúc gió lâu đấy. Vậy sao? Tao đi gửi tiền về cho em trai tao đóng học phí. Thế lấy được lương ở rồi à? Ừ, tao bảo lấy hộ lương của mày mà Lão Phúc không chịu. Bắt mày đến lấy mới vừa lòng ấy. Chắc thế mấy hôm nay tao không đến nên cố tình làm khó đi mà. Cũng không biết. Lão bảo là tối mày đến gặp Lão luôn đấy. Lão có chuyện quan trọng muốn nói. Tao biết rồi. Tớ gửi tiền về thì có còn tiền tiêu không? Cũng còn một ít. Tôi thấy nó cũng khổ, mà cũng sắp sinh nhật nó rồi, nên lấy điện thoại ra bắn cho nó 1 triệu đồng. Con Hâm này, chuyển khoản cho tao làm gì vậy? Tao Hâm mới chuyển cho mày đấy. Tiền đó, mua cái gì mình thích đi. Mùi, ghê. Dạo này gặp khách VIP có khác nhỉ? Thì có thích không? Không thì trả lại đây. Ừ, thật chứ. Đứa nào mà lại không thích tiền. Ừ, nhưng mà lần sau đừng chuyển nữa. Tao cũng ngại lắm. Tôi lườm nó một cái rồi hai đứa bật cười thành tiếng. Buổi tối hôm đó tôi cũng gọi về hỏi thằng Tí tình hình ở quê. Nghe nói mọi thứ đều ổn nên tôi cũng yên tâm cho sự hy sinh của mình.
8 giờ, tôi lên đồ rồi đến quán bar. Vừa nhìn thấy mặt tôi thì ông Phúc đã gọi ngay. Này, mày vào đây anh Bảo. Sao vậy anh? Tôi không thích lấy lương à? Tôi nhìn ông Phúc, thầm nghĩ thằng cha này sao mà lại sòng phẳng như thế. Thế nhưng mà tôi nào dám nói ra, chỉ là mỉm cười rồi đáp. Có chứ anh. Lão đưa tôi cái phong bì. Lương 6 triệu thế này tính ra bằng cả tháng làm đủ 30 ngày. Mà tháng này tôi nghỉ tận mấy ngày. Tôi còn chưa kịp thắc mắc thì ông Phúc đã nói. Không nhầm lẫn đâu, cứ cầm đi. Xem như anh thưởng bởi vì mày làm việc cũng chăm chỉ được việc. Còn từ ngày mai thì không cần đến quán làm nữa. Cứ nghỉ tạm vài tháng rồi quay lại sau. Sao lại như vậy à? Yên tâm đi. Mày nghỉ nhưng mà vẫn có lương như bình thường. Cứ đến cuối tháng thì đến lãnh tiền nhé. Tôi nghe xong thì cứ ngơ ngơ nhìn ông Phúc. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Thế rồi thì ông Phúc cứ một mực đuổi tôi về. Tôi bước ra đến cửa thì gặp con Mai. Nó nhìn tôi mỉa mai nói. Người như mày thì không bao giờ xứng với anh Quân đâu. Mày cứ đợi đấy đi. Sớm muộn gì anh ấy cũng đá mày như một con chó thôi. Tôi nhìn con Mai dứt khoát nói. Thế còn cô thì sao? Cô nghĩ là mình sẽ tốt hơn tôi à? Tao đã từng lên giường với anh Quân. Anh ấy nói cái ngứa như mày thì cũng không bằng cho không ấy. Nhưng mà ít ra người anh ấy chọn bây giờ lại là tôi đấy. Tôi nói xong thì bước đi. Con Mai đứng dầm chân phành phạch mà không thể làm gì khác cả. Cái ngứa gì mà khốn nạn như vậy không biết. Không ăn được lại muốn đạp đổ sao? Về phòng trọ, tôi tắm rửa rồi dọn dẹp phòng sạch sẽ. Cầm cồi giặt quần áo xong, nhìn đồng hồ đã hơn 9 giờ. Nghĩ bụng cái Hoa lúc nữa mới về nên tôi trèo lên giường ngủ trước. Cơn buồn ngủ vừa kéo đến, mắt thì vẫn đang nhắm mơ màng. Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến tôi giật mình cầm điện thoại. Vừa bấm nghe máy thì giọng của Quân từ đầu dây bên kia đã vang lên. Vì sao lại tắt máy? Tôi nhíu mày suy nghĩ. Anh ta gọi cho mình lúc nào vậy? Tôi hỏi lại. Anh gọi khi nào thế? 5 phút trước, máy thuê bao. À, chắc là mất sóng đấy. Thế có chuyện gì à? Cô đang ở đâu? Ở nhà. Thay đồ rồi ra ngoài với tôi. Nhưng mà cũng muộn rồi, anh lại còn muốn đi đâu? Tôi vừa hỏi xong thì tiếng tút tút vang lên. Tôi nhìn màn hình điện thoại, miệng phát ra 3 chữ: đổ thần kinh. Nói thì nói vậy thôi nhưng mà cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lúc tôi bước ra khỏi nhà, đã nhìn thấy Quân đợi sẵn trong xe. Dáng vẻ của anh ta có vẻ vô cùng mất kiên nhẫn. Cô đã chê quá 3 phút đấy. Nhanh nhất có thể rồi đấy. Quân không nói gì nữa, lái xe đưa tôi đến một cửa hàng hoa. Xuống xe đi. Sáng mai tôi phải đi đến một nơi. Chọn cho tôi một bó. Nhưng mà anh đi đâu mới được? Cô không có tư cách quản tôi. Đúng như vậy. Tôi đúng là không có tư cách quản anh ta. Ngược lại tôi cũng ghét anh ta vô cùng. Mà anh ta thì cũng xem thường tôi ra mặt. Nhưng mà cái tên này ảo tưởng vãi. Ý tôi là phải xem nơi nào anh ta đến để còn chọn hoa thích hợp. Tôi thẳng thắn rồi đáp. Hình như là anh hiểu sai ý tôi rồi đấy. Tôi muốn hỏi anh đi đâu để biết chọn hoa cho phù hợp thôi. Cô ấy thích hoa bách hợp. Ồ, thế hóa ra là tặng cho bạn gái sao? Tôi bước xuống xe chọn cho anh ta một bó hoa tươi nhất, đẹp nhất. Nhìn anh ta cũng có vẻ hài lòng. Đúng là đại gia có khác. Lôm thanh toán, cũng phải dư thì mới chịu. Quân cất bó hoa vào chiếc ghế sau của ô tô. Nhìn cách anh ta cầm bó hoa có vẻ rất nâng niu. Dường như người đó là một người vô cùng quan trọng với anh ta. Quý khán thính giả của kênh Chị Dâu thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì có thể nói rằng là quả đúng như những gì mà chúng ta đã từng dự đoán, thì Phong có tình cảm với Vân. Và rất có thể trong tương lai thì cả hai người đàn ông là Phong cùng với Quân sẽ đối đầu với nhau vì một cô gái. Tuy nhiên với tình huống vừa rồi khép lại tập truyện này thì có thể thấy là trong lòng của Quân có một người phụ nữ rất đặc biệt. Dường như cô gái này chính là cô gái có tên là Diệp mà Quân đã từng nhắc đến. Có lẽ là trong quá khứ đã có một điều gì đó xảy đến với Quân. Có lẽ liên quan đến Diệp, vì vậy mới khiến cho anh có những góc khuất nào đó trong tâm hồn, có những nỗi niềm nào đó, một sự cô đơn nào đó không thể hiện ra bên ngoài.
Chắc hẳn là quý vị và các bạn cũng có cùng cảm nhận giống như anh Sa vậy. Và một điều đặc biệt nữa là ở tập truyện này cũng đã có thêm sự xuất hiện của nhiều nhân vật mới, trong số đó thì phải kể đến đó chính là mẹ của Quân cùng với một cô gái, mà dường như cô gái này chính là vợ sắp cưới của Quân nữa. Thực sự mà nói thì với anh chàng Quân này có quá nhiều điều để chúng ta khám phá. Có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào lúc 12 giờ những buổi trưa tiếp theo trên kênh Chỉ Sầu để có thể làm sáng tỏ những thắc mắc này. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện ngày hôm nay hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip Chỉ Sầu nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Thành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một ngày an lành và thật nhiều sức khỏe nhé.